Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Vas-y, ouais. Em ơi, tính đi em ơi. Ui, trời nắng này ra rất là. Anh phát nương ở trên này, phát rừng ở trên này thì anh thấy chỗ này xin nước thì thấy em ngất ở ngoài kia thì anh dìu em lên đây. Thế là em khỏe chưa? Tỉnh chưa? Rồi thì em rửa ráy đi xong nghỉ ngơi đi. Em có quần áo gì không để thay luôn, quần áo này. Phát rừng ở trên này em uống nước đi. Phát rừng ở trên này này thấy đi xuống xin nước em thì thấy em bị ngất ở kia thì em đi làm ra. Thế chắc em là đói lắm không? Thế em ở đây một mình thôi à? Thế ở đây một mình như này mà đi làm mà nếu có làm sao thì làm sao mà ai biết được? May là anh vừa qua đây thấy đấy. Em ăn xong em nghỉ ngơi đi cho anh về đã.
sao em khỏe cả? Đấy, uống xong cũng nghỉ đi. Nghỉ ai nào anh? Em còn nước đun rồi không? Anh xin ít. Anh thấy nước à? Ừ, anh đang làm mì rồi trên kia nó hát nước quá. Uống dậy làm thấy có mệt không? Có chứ anh, mệt lắm. Anh có cần đánh hộ không? Thế còn anh không làm việc của anh à? Anh có đi phát đôi mà. Anh có, anh giúp em thôi. Anh đứng đỡ rồi, anh xin anh về đấy nhá. Vâng. Thấy em làm như thế xong rồi tất cả nhé. Cho anh phụ một tay. Anh thấy em mới uống dậy xong ấy, chắc là mỏi mệt thì cho anh ngủ xong. Làm giỏi 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 suốt. Thế này em có ngày thì em định trồng gì đấy? Em trồng rau. Rau à? Thế thì em ở đây một mình mà em trồng nhiều rau thế? Trồng gì thì bán anh. Hay để anh đến đây phụ trồng vừa trồng rau được bán rau nhé. Thế anh cứ ở nhà mà làm việc của anh à? Anh cứ lấy trong này nó ngủ, anh nước đi. Rồi anh xin em nhé. Lớn mỏi nhỉ. Đây là cái này anh phải uống nhiều hơn. Ôi mà sao anh đổ đi. Ôi anh cũng làm nhanh hết nhỉ. Thôi rồi anh nghỉ đi. Ừ. Thì anh nghỉ đã xong rồi mai có gì anh phải lên ngủ em nhé. Cảm ơn anh nhé. Bởi vì em là không biết làm được thế này nữa. Ừ. Anh về đây nhé. Vâng.
Hãy
Thank you.
thế thì em lên nấu cơm để anh làm nhé. Nó nhiều rồi, anh làm nhé.